công, đặc biệt là những cái cộng đồng kéo dài trong sự sống công từ bắt nguồn từ Tây Tạng kéo dài từ Tây Tạng công đến Việt Nam. Đi cho thí sinh viên mà những ai quan tâm đến văn hóa của sông Mekong để tìm hiểu thêm và nhận thêm những thông tin. Đây mấy mẹ This is Nico, foreign traveler and celebrity of my friend called Peter Rin, who characterizes of a long Mekong region. In his program, a student from the Archaeology Club of the Faculty of Public Study at the University of and community along the Mekong River in the lower Mekong region, namely Lao, Thailand, Myanmar, Cambodia, and Vietnam. This is a frequent program. Hey, ra ngoài đi. Very useful for not only students, but also interesting in learning about the Mekong River and heritage. Đủ kẹ.